Và ok, hello 500 anh em trở lại với kênh của mình và mình là Quang Con đây. Thì sau những cái tháng ngày đi viện thì mình đã trở lại rồi anh em ạ. Thế luôn, từ bé đến lớn bây giờ mình mới phải đi viện ấy. Sợ vãi trưởng, truyền nhiều mệt vãi nhưng mà không sao. Giờ mình đã quay trở lại để làm clip cho các bạn xem trước đây. Hôm nay thì mình sẽ... Mình thấy có một bạn comment là anh cho giấu đồ chị Linh đi. Mà giấu đồ thì bình thường quá là mình sẽ cho ấy. Giấu đồ của Khánh Linh khi đi tắm nhá, để xem là phản ứng của Khánh Linh sẽ như thế nào khi mà Tắm xong mà không có đồ mặc. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng đợi Khánh Linh lên và cho ăn thôi. Cái clip này hay đừng quên ấn like, đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip hay hơn nha các bạn. Ok. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ lấy ít nước để mình cho nó tới tắm một tí. Chứ không là tự nhiên nó không cần đi tắm anh em ạ. Làm ướt nó ra anh em. Ok, tầm này được rồi nha. Để cho nó ướt. Em ơi Nè. Ui. Mình điên à? Gì? Bảo né ra để tưới cây. Hai triệu một tưới cây mà tưới người tao vậy? Bảo né ra mà. Chết chưa? Đang ngồi chơi điện thoại tự nhiên đứng tạt ướt hết người luôn. Cái mùi gì không? Ê, nước gì đấy? Nước thánh ấy. Ma, nhìn bắp con kiến ngã. Thế nồi. Xin lỗi nha. Mặt mày rất là nhơn nhá. Bắp con kiến. Trường. Đã làm gì đâu. Ngồi đây xem điện thoại tí mà không dính nước mà. Thôi, tắm đi thay rồi. Xin lỗi mà. Chịu nổ luôn ấy. Xin lỗi mà. Vấp con kiến, không có ý. Thôi. Đi lấy con áo về đây tắm. Ok. Rồi nha. Xấu vậy. Hả? Bên nóng. Lấy con áo này. Tắm mãi lên nhá, anh tắm nha. Mày làm gì mà tắm, mày gọi hết người tao, bây giờ tao mới phải tắm. Người ta cũng dính ướt này. Lẹ chân lên. Hoàn hảo. Bây giờ phải đợi thầy cơ để lấy quần áo của nó anh em ạ. Không biết có lấy được không nữa. Lấy quần áo là bước quan trọng nhất. Em mất khăn tắm. Khăn tắm à? Đi thôi, đi thôi. Xấu. Khăn tắm gì á? Hả? Gì? Tắm mãi lên nhá. Xong rồi anh em ơi, con này đổ ra được nhà tắm luôn anh em ạ. Ok, giờ mình đợi khoảng 5 khoảng 10 phút. Anh em nghe phát la in nhà luôn, la sập nhà luôn anh em ạ. Đợi nhá. Ok. Nghe mấy con gà kêu lắm quá, chắc là thèm lá chanh anh em ạ. Tí cho ăn lá chanh luôn. Tắm lâu quá. Đâu nhở? Tắm đi. Gì? Đây rồi. Đây rồi. Quần áo gì? Cái quần áo em đâu rồi? Cái gì? Ai mà biết được? Để quần áo em đâu? Lấy quần áo giả đây. Anh không... Anh có em để quần áo đây rồi mà. Anh không cầm quần áo của em nãy giờ. Anh ngồi ngoài kia anh cho em tắm kêu quần áo gì? Đừng quay. Cái bánh không quay nữa. Nào. Nhân gọi người ta vào đây đủ lỗi chứ. Chỉ có mày lấy quần áo là tao thôi, đừng nói nhiều. Nãy giờ thì tao độn thổ được vào mà mày. Quần áo em mua thì ướt rồi. Ai mà biết được, nãy giờ tao ngồi ngoài kia tao chờ mày tắm. Thế mày là mày vào ở nhà mày ấy, mày định để tao mặc như này ra ngoài à? Mày vào tắm xong bây giờ mày lại đổ cho tao là tao lấy quần áo của mày. Bị ảo không? Ảo quá đi, mày lấy quần áo tao giả đây. Ai lấy? Giả quần áo cho em, anh điên à? Anh cũng trêu em như thế. Trêu cái gì, trêu em cũng trêu kiểu đấy. Nhưng mày không lấy, thề. Dạ anh lấy, ai lấy? Miên. Bạn cay không ạ? Khó chịu. Anh lấy kiểu gì? Anh đang bảy hai phép biến hóa mà lấy đội thủ vào à? Là quần áo đây, mình điên à? Người ta không lấy, khổ. Bây giờ con đi. Cái gì? Là quần áo đây, mình đi vào có xem làm gì có quần áo ở đâu. Mày tìm kỹ chưa hay là rơi rớt ở đâu? Không có. Chắc chưa? Chắc. Hay là xem cái gì cái sọt có ở khỏi đấy không? Quần áo rớt ra mặt. Không phải quần áo tao. Mở cửa ra tao vào tao tìm cho. Điên hả? Hả? Yeah boy. Không cho người ta tìm cứ đổ cho người ta. Đúng. Là ai?
mình đổ nó ra đấy anh em ạ. Phát này nó ở trong đấy vĩnh viễn rồi, ngục tù vĩnh hằng. Thế bây giờ một là đợi đến tối mẹ mình về mẹ mình giải cứu, hai là bây giờ ở đến đấy bây giờ cầu xin van xin mình mới tha cho anh em ạ, còn là ở đấy vĩnh viễn luôn, này cho sinh tồn trong nhà tắm luôn anh em ạ, cho chừa luôn. Nãy giờ thì thấy nó ở trong đấy cũng lâu anh em ạ, cũng tội, nên là bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái thử thách cho nó nha. Nhưng mà nó đã đáp ứng yêu cầu của mình sẽ trả lại đồ cho nó nha anh em. À, em ơi, anh đầu thú, anh thú nhận mọi chuyện. Hứa ra cùng lấy lại quần áo không? Chuẩn bị ngay mà, mặt mày. Cùng muốn lấy lại không? Chứ bây giờ biết rồi thì có làm được gì nữa đâu. Nào, mày cùng muốn lấy lại không? Được, đi chơi tao thế. Bây giờ, gọi anh quay đẹp trai đi. Mày xấu với nổi, muốn gọi quay đẹp trai. Mày dám chê tao xấu, mày đã... Đưa đây. Bây giờ tao là người cầm đắng chua rồi, dám chê tao xấu nữa. Này. Cơm không muốn ăn, lại muốn uống chịu phạt à? Mày đưa không? Này không. Đó, làm gì ăn đi. Ra đây, đứng tao cái coi. Đấm nè. Mặt nè. Chỗ này nhiều máu nè. Chỗ này nhiều máu nè. Chơi anh lên. Và anh con đẹp trai. Cứt. Chả bao giờ, anh con xấu trai. Và ai? Ba trà sữa một tuần. Em đi làm gì? Ôi, chủ đâu á. Chửi chưa? Cứt tay rồi, bạn. Chửi chưa? Dám chống đối à? Không chống được quân đội đâu nha. Nào, mắc không? Ăn đủ. Gắp đấy. Không đèm luôn, không ngờ nước đi này luôn anh em ạ. Ok, giờ để tao xem mày ra kiểu gì nhá. Để tao xem mày ra kiểu gì. Ma này lì ác anh em ạ. Nãy giờ khoảng hơn tiếng mà vẫn chưa chịu ra, mà vẫn không gọi mình gì luôn. Mà để mình xem được đến bao giờ. Đồ. À đồ. À. Ê, ê. Mà quần áo của ai đấy? Quần áo của anh. Anh Linh đang bảnh ra. Anh Linh ơi. Anh Linh à, à. Anh Linh bảnh trai. Mẹ tao. Chào tao. Nãy giờ mình tao định hơi nhiều diễn. Anh Linh bảnh trai ơi. Trong kế hoạch của mày bắt đầu mày đổ nước người tao rồi đó, là mày không tao rồi. Kế hoạch đâu? Mẹ. Người ta đã bảo là vấp con kiến, người ta vấp chân chứ ai cố ý đâu. Người ta chỉ cố tình thôi. Ê. Ê. Mày anh mày xin lỗi tao, mày chết với tao. Anh Linh ơi. Bảnh trai quá anh em ạ. Trời ơi, nay mặc đồ bảnh giữa ta. Mày chơi tao không nữa, mày chơi tao. Chết đi, lấy quần áo của tao ấy. Đúng không, mày trả lại quần áo đi. Trả quần áo đây. Cởi ra. Nói câu nữa, tôi dội nước đầu mày đi tắm cùng luôn đấy. Không. Mày. Mặc đồ người ta mà thái độ à. Mày chơi tao kiểu đấy hay tao rất là ghét mày ấy. Tao thích, nhưng mà tao rất là thích mày. Ê, đừng về. Yes. Ôi, xin lỗi, giỡn. Giỡn nữa. Ôi, mày làm nào để hết giỡn? Làm nào để hết giận? Mặc đồ của tao. Vãi. Dạ. Nếu mặc được đồ của tao thì tao hết giận. Tao mặc đồ của mày đây. Thế mày mới biết là tao giận mày cỡ nào. Mặc đồ của tao đi. Ôi, trưởng. Mặc đồ của tao. Ai biết được. Lấy cái quần áo của tao đâu. Không biết. À, không. Đây. Mặc nhanh. Mặc là không được về nhá. Chơi mình thì dỗi. Chiêu người thì khoái chí, người chiêu lại thì... Mày tao, đừng nói nhiều. Chiêu người thì khoái chí. Anh, mặc cái quần này vào. Và ai lúa cái quần gì mà như cái... Cái bó... Nhanh. Cái bó thịt này. Này bé, sao mặc được. Sao mặc được. Đi vào thay ra. Mày thích phải nhiều không? Về luôn ấy. Từ... Wow. Cày thật đấy là dám trêu mình. Trời ơi là trời ơi. Từ từ. Mày vừa lòng chưa? Mày lại đây thì bố mày trêu mày tiếp. Lêu cái đầu.
con gái mà mặc đồ con trai thì gọi là bình thường, nhưng mà con trai mặc đồ con gái. Bảnh nào, sao bảnh không? Để gân cúi chưa? Hay là thử phong cách không? Ok, rồi cuối cùng mọi người thấy ai chôn ai, mọi người biết là tao chôn mày á, mày lại đây đi. Ý là chôn mày đi ớt. Mày mặc lên rồi. Anh em ạ, à, đằng nào nó đây nó không được về nữa mà, tí mình chôn nó đi á. Mẹ mặc nhìn tẩm vãi, nhìn tẩm lợ vãi anh em ạ. Anh tẩm lợ. Không hiểu đâu, ra quần này vứt ngay quần này cho tao. Mặc cái quần điên rồ này à. Đúng không? Mày kiếm đâu mấy quần rồ rồ này đấy. Ok anh em ạ, vậy là mình đã cho nó thành công. Anh em thấy clip này hay thì quên ấn like đăng ký kênh. Chả thành công vẹo thì thành công mà phải mặc quần lẻ người ta chắc. Để tao thả con săn sắt bắt con rô thôi. Mày lại đấy, mình chết đi tao. Ok nhá, thì mọi người có ý tưởng gì thì comment xuống để mình làm thực hiện theo nha. Bye bye tất cả anh em.